Màu tím dạ, nữa nè. Cô bác thân mến, thì đang xé 100 túi mùng của chị Loan ạ. À, hồi nãy giờ mấy chị em lỡ xé nên quên quay lại. Dạ. Bây giờ mới sực nhớ ra cho nên lấy để quay lại trên kênh để ngày mai giới thiệu bà con cô bác luôn. Giờ mấy chị em đang đi hơn nửa chặng đường rồi. Dạ, nãy giờ mình xé 100 màu đen nữa. Ba lượt rồi, nãy giờ ba lượt rồi. Rồi nha cả nhà. Anh giới thiệu. Đó, hồi nãy là tràn cái bàn luôn á quý bà con cô bác. Bây giờ là ấy là thôi, lát nữa cho quý bà con cô bác coi. Màu xanh lá. Dạ, nếu như bà con cô bác ủng hộ thì live một tuần 2 buổi luôn, mà tại sợ live nhiều quá không ai coi. Dạ rồi. Dạ. Giờ mình tổng kết nha, cái này là lượt thứ 3 rồi nha cả nhà, là vơi dần rồi. Nhưng mà lát nữa cả nhà coi tổng số là hết hồn. 2 cứ lời 1 nữa. 4 sẽ tới sáng thiệt luôn. Dạ. 6 dạ anh chị Như Ký đời tôi ơi. 8 em xé 2 ngày trời rồi đó. Dạ. 10 anh chị Thanh dạ không sao ạ. Em 11 12 13 14 15 túi. 15 túi nữa. Cái này nhiều hơn rồi. À, mọi người đếm dần dần đi nha, để hồi nữa mình đếm không hết á. Không phải mấy bao trong túi. 10 15 hả? 15. 15. 12. 14. 14. 15. 15. Rồi, vô tiếp tục chị ơi. Tiếp tục. Ôi một chút xíu á bà sắp lên màu đây xa thôi. Màu tím. Cái chị à, màu tím rồi. Đúng rồi. Chị Loan Kali chọn nguyện vọng là màu tím. Tốn. Dạ. Một chút màu xíu hồng. Mà mình xếp lên bàn này hết á, cái chị Thùy nếm gần xong cái mình cho anh chị Thùy cái màu chị Thùy. Cho chị Thùy nếm lại. Màu tím. Màu xanh lá. Hay quá chị ơi. Thấy là có nhiều cặp nữa đó. Màu xanh. Màu gì đây? Màu gì đây? Màu hồng. Màu đỏ. Màu vàng. Bạn nào đóng túi chặt chứ. Màu xanh lá. Màu cam. Màu đen. Đâu mệt lắm đâu ta. Đâu mệt lắm đâu. Ờ đâu có mệt đâu. Sao muốn than than dữ vậy. Là vui vàng. Vui vui á. Đúng rồi. Vậy mà nghe mấy bạn than quá trời luôn. Nói nào là ờ nào là mệt. Nào là thở không nổi. Thì tưởng không em dữ lắm. Màu xanh lá. Rồi tiếp tục. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Hai con này nữa là chín. Chín túi nữa. Chín túi nữa. Làm vô. Cứ một cái thì nó ra nhiều hơn phân nữa. Nhiều cái nó ra nhiều hơn phân nữa. Lai một ngày còn trái túi lai hai ngày chắc bán rồi. Chín túi. Chín túi. Đó, cứ dạ, cho tới sáng rồi. Luôn. Dạ, xem tới sáng luôn. Màu xanh lá. Màu xanh lá. Em chưa mệt chưa đâu. Ơi, xanh lá, có vũ đó, không mệt. Con mèo. Mà này là xé vui lắm, không mệt. Màu đỏ. Đen. Màu vàng. Không phải, chị biết sao không? Tại vì biết đầu có cái túi màu nó không đúng á, cho nên xé thôi thôi đấy. Còn giờ là nó... Thấy xé vui lắm mà. Không, với lại là tại vì chị xé nên là có tụi em đứng phụ chứ còn bình thường là dụ đứa nào xé là mấy đứa kia chỉ đứng cười thôi chị. 1, 2, 3, 4, thêm 4 túi nữa. 4 túi nữa. Thôi để đây đi, anh lấy lại thôi. 4 túi. 4 túi. Ở này để chị ít rồi, bây giờ để cho chị thì xé. Để chị xé. Ôi nãy giờ tôi chờ em nha. Chị nói chị thì giờ khỏe. Chị còn khỏe mà. Không mệt cho xé. Chị còn khỏe. Chị còn khỏe nữa. Màu đen. Màu đen. Ai nói chị đâu hả? Không mệt chị Đăng ơi. Mấy đứa nó dùng báo xé mà nghiện rồi biết cỡ nào rồi. Xé nghiện thiệt luôn á chị. Hải báo nãy vô á hả? Đợi đừng là xanh lá. Không thiệt sự là xé bị nghiện nha. Cứ xé đường xé ngoài á. Đúng rồi. Màu hồng. Màu hồng. Rồi dồn xuống dồn xuống. Rồi được. Trời ơi 4 túi mà được thêm 3 kìa. 1, 2, 3 túi nữa. Chị Nguyễn Tiên 179 túi rồi. Hay quá chị Nguyễn Tiên ơi. Bà con cô bác đếm được hay quá ha. Đứa cái cảm giác mà khui ra mà nó giống màu hay nó ra cặp quá trời ơi. Thích dễ sợ luôn á. Màu trắng đỏ thấy chưa vô cặp nữa nè. Vô cặp nữa nè. Ê, ngồi kìa chị. Được hả? Hình như hơi bị lộn đầu rồi. Đó. Màu tím. Giờ này còn dẫn ra màu tím. Giờ này còn thì... ra miệng rộng nữa đó. Là thấy thêm 2 túi nữa rồi kìa. Màu vàng luôn. 3 túi nữa. Ôi, 3 túi nữa. Gồm. 1, 2, 3 túi thì 3 túi. 3, còn 1 con cuối cùng thôi á.
Giờ túi ra ba túi luôn. Này, ba túi này mở ra ba túi màu tím. Ba túi màu tím hả? Rau mà màu hồng nè, con nói màu gì? Dạ, đỏ. Chị Thanh ơi, chị Thanh còn rất là hào hứng luôn anh. Dạ. Chị Thanh ơi. Này còn xé được. Còn xé được. Giờ cho 100 túi nữa. Lẽ ra hôm nay là mình phải giữ cái kèo 200 túi. Không, bây giờ là một chút là đừng có xé phụ chị Thùy nè. Mà hôm nay ác kìa. Bắt đầu nó ác kìa thấy không? Hát nó trừ luôn. Được rồi, cứ chơi điện thoại với mày được rồi. Thôi. Rồi gì đây? Không được. Mau không, có hồng không? Đó. À, một túi nữa. À, thêm một túi nữa. Một túi nữa ra con màu gì đây? Màu tím đi. Giờ tím, đỏ, đen gì màu, tím, màu, màu tím, tím, màu 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 tím, không được rồi, xanh dương. Xanh dương rồi. Rồi, rồi bây giờ mình chốt nè, dương chốt lên xếp nè. À, dạ. Nếu cần xem dạ không chị Lan ơi, anh Duy Lan ơi, chị Thùy đang còn rất là hào hứng luôn. Xếp đều hàng cho nó dễ đếm, con nào cũng song song với con ấy. Mình cắt của hổng thần theo màu nó đâu, giờ mình chỉ đếm thôi. Cho nó đủ một hàng bao nhiêu con cho dễ đếm. Nó đủ hàng là được. Thật ra nãy giờ tụi em đếm vậy đếm chi cho cực. Và hồi nãy người ta bao nhiêu túi người ta ghi lại là xong rồi, người ta cộng thôi xong rồi. Không, nhưng mà đếm trên này nó hơi gấp giỡn. Đếm ở trên này vậy cho nó giỡn hả? Dạ đúng rồi. Chứ người ta cộng lên là đã biết là kết quả là bao nhiêu rồi. Bài ra anh kia không? Dạ, tại vì vậy cho bài ra nó biết cái thành quả hả? Đúng rồi, nó mới ưu về. Nếu chơi đêm giao thừa cho xé túi mù vui rồi. Ủa đó đúng rồi đó. Dạ anh nhớ thôi, mà ý kiến quá hay. Giao thừa. Dạ em là muốn nghe đúng không? Chị tới giao thừa không, anh chị xét lên mà. Đúng rồi, chào Vĩnh Long. Mình bài ra mà giữa con gì nè, mình ngồi mình xé túi mù luôn. Ủa là trời. Vừa bấm pháo bông vừa xé túi mù. Đúng giao thừa. Chị Nguyễn Tiên nói 203. Ủa sao cái này ba? Cái hàng này nữa. Ờ mình sắp lên cái quá hoành tráng luôn. Sắp lên cái chỗ này. Thực ra là mấy bạn này có tình cảm cho nó màu này, chứ nếu lấy giọng rồi đó ra đó bọn nó không. Dạ, tại vì nhiều cô chú anh chị thích vậy nên chị thích xem lại cái thành quả của mình á. Dễ thương quá à, mấy con mới bữa nay thấy cưng ghê bà con cô bé. Dạ, mấy bé sầu riêng. Mấy con chấm mi thấy cưng quá à. Sao cái hàng này nó lủng củng quá. Ok rồi đó. Tập trung hàng ngủ lại nè. Xếp đàng hoàng. Lộn ngang, lộn ngang. Xếp lộn động. Anh đậu sao nó đứng được? Anh nói gì ta mà bây giờ anh lộn đậu luôn. Rồi vô. Đúng chưa? Bình thường thì đi. Thấy Tuấn nó cũng đi lai nhiều chỗ mà con bác mà thường thấy nó lai sụi lơ là ngoại trừ nó đi lô tô là thấy hào hứng thôi. Còn lai chim thấy nó hơi nó sụi lơ là chỉ có qua đây nó lai là mới thấy nó hào hứng thôi nè. Đúng vậy không nè? Đúng rồi, hôm qua bên đây là em tốn sức tốn lượng chị. Mặc dù là bên kia là like là bán hàng cho nó luôn á. Đúng rồi, em like ồ bé ngon nó chửi em hoài luôn á, nói sao mày đi like chị Thùy, mày sung lắm mà mày hăng lắm mà còn mày đi về nhà mày xìu xìu hả nó mà bán cho chính mình đó, mà nó bán cho xìu cái xìu vậy nè kỳ vậy. Không biết bán cho mình không buộc nhà không điên, bán cho mình nó không có sung, bán cho người ta mới sung. Bây giờ vậy đi. Dạ. Giờ nghỉ bán cho mình đi, qua đây đây la cho chị đi mướn người khác về la cho mình. Sao nó hung nhau lúng chân rồi nè. Đây có con bự có con nhỏ. Không, chưa cái khúc này mới là cái khúc. Có con mập có con ơi. Đúng rồi. Đó kìa kìa, bắt đầu nó đứng lộn đàn hồ chứ kìa. Bà nó lên đây lên. Con ơi sao con. Nhưng mà cái con hồng này nó đứng ở đâu trong đội hình vậy? Gần kết thúc rồi nha, mừng cho cả. Dạ chưa kết thúc. Dạ. Dạ bây giờ đang đếm số lượng. Dạ em xé bình thường anh Duy Thanh ơi. Để cái đó lên đi sao chắc lên phụ cho mọi người. Chị Nguyễn Tiên 210. Dạ 213, chị muốn kết hợp 50 túi. Dạ được chị Nhật Ký rồi tôi ơi. Chị Nhật Ký rồi tôi xé nữa hả? Chị muốn kết hợp 50 túi được không? Dạ được. Sao ta là lộn xộn quá. Phải dạ. Lộn xộn quá không chị? Dạ chị vừa ký rồi tôi muốn xé lộn xộn hay là một loại không đủ không? Dạ số lượng nhiều quá bây giờ một loại không đủ tụi em đi mua một loại luôn mà không có. Dạ 50 túi là trong đó có con mèo, có con ác quỷ, có con sầu riêng, có con thỏ. Nhưng mà bao nhiêu con thì nó cũng chỉ có bao nhiêu màu đó thôi, cho nên chỉ cần nó giống màu là mình tính. Dạ. Không có cần phải theo con. Dạ nó có màu dạ cũng sợ cái này là đa sắc luôn. Không nhưng nó vẫn chỉ có 10 màu thôi. Đúng rồi, nó cũng chỉ có 10 màu thôi. Vẫn xanh đỏ tím vàng không. Tổng cộng dạ em với chân bệnh cũng lúc trắng đen kết hợp với chị Lân.
có nghĩa là chị lo xe nữa rồi chị nhật ký đời tôi thêm 50. Chị lo chị tính 100 á, chị nhật ký đời tôi chị 50 nữa thành 150 hả? Dạ 150 mình chị thì xé cô chú anh chị nếu mà ủng hộ thì để lại một comment cho tụi em biết chứ ạ. Dạ thêm bà Kha này nó đòi nó để cho thuyền xe lắm chị Kha. Cái gì mà trên con cái gì là chị nhiệt quyết đó. Khoái lắm. Mình là hết rồi đó. Kết hợp giờ cho ngân hàng thẳng lối để dễ đếm nè. Ui là trời. Ui là trời cả đếm luôn dạ. Bây giờ để cho chị Thùy đếm còn xong cái em hù chị Thùy con gái. Chị phải để trong thôi mà. Kết hợp với 100 túi này nè. Phải không vậy? Đâu có, cái này là cho chốt xong rồi. Dạ cái này là xong rồi chị nhật ký đời tôi ơi. Chị Lân còn 100 túi nữa. Tại vì giờ lên một lượt gì không đủ chỗ để với lại cũng không đủ số lượng để dạ để xé luôn. Cho nên tụi em mới nói chị Lân thôi để tách ra đó. Dạ. Xé tiếp đi. Dạ anh Chí Thiện đang trong đợi cái khúc xé này đó. Nghe ngắn chưa? Rồi né qua cho chị đếm nè. Dạ. Chị Kha chuẩn bị nè, chị đang đếm nè chị Kha ơi. Để coi hàng nha. Anh Tuấn nói được nha, bà để chị xé một mình 150 túi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chị Ngọc Hiếu bỏ xé đi, xé đi, xé đi. Sao nó mấy đứa xếp ngay chân vậy sao đếm trời. Trời đó. Chị Loan tăng lương chân hay á, trời ơi em quá. Chị Loan hả? Em đang có trừ lương đó nè. Không, anh Duy Thanh nói là tăng lương. Dạ cô chú anh chị có muốn chị Thùy tăng lương cho em không ạ? Em rất là nhiệt huyết trong cái phiên live này, cái phiên mà xét cái mùi của chị Thùy. Em thấy là dạ. Chị nhiệt quyết quậy chị Thùy. Dạ. Mấy khúc mà quậy chị Thùy chị nhiệt quyết lắm. Phải không? Không. Cái này chị Thùy chỉ đến chứ xong nè, căng ngồi thì cái chỗ này nó bị lủng. Chưa, chị Thùy nó không ngay là để một chút xác nè. Không quậy. Chị Thùy chưa có đếm. Nó bị ấy chưa, đổi hình lũng cổ. Đổi hình lũng cổ nè. Hoặc là sẽ xa xa ra. Rồi nhìn qua mắt luôn á cả nhà ơi. Mà nó còn có kia Kim Tiến, Kim Ơ. Kim Ơ, Kim Tiến. Kim Tiến rồi nữa. Kim Sa học lũ quá trời luôn. Sang Kim Sa coi đi. Trời ơi, 12 giờ mà còn 73 quý bà con cô bác đang xem. Trời ơi, đông hơn nãy luôn. Rồi bây giờ thì bắt đầu đếm. Dạ, không ai muốn xuống ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Đừng tăng lương cho bé Kha, bà ngồi ở ngoài báo không hà cho chị Thùy ơi. 8, 6, 10, chị nhập ký thời tôi nói là đừng có tăng lương cho em. Là em 70, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, không? 102, 104, chú anh chị đó, không chị tăng lương cho em rồi. 110, 120, 124, 126, 128, 122, 124, 126, 128, 132, 34, 36, 38, 40, 38, 40, 42, 50, cái này đếm chưa? Vậy chưa rồi. 52, 54, 56, 58, 60, 62. Dạ, những cái 56, giây phút này là 68, sắp xong rồi nè cô chú anh chị. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. Dạ thì điểm mấy em hỏi ra thì rối. 104, 106, 108. Ở đây hai con. 110, 100, hơn hơn gấp đôi rồi. 100 xé 100 ngang 100. 100 ra 210 con chị Loan ơi. Phải không chị? Vô. Dạ 210 con. Yeah. Quá xuất sắc. Hơn gấp đôi luôn. Rồi. Quá đã. Trời ơi, chị Thùy chỉ đếm mà chị Kha đúng hồn luôn. Trời ơi, chị Kha đúng hồn. Tình trời ơi. Tên dài tăng hương, hỏi tăng hương quá trời luôn. Chị lộn rồi, chị thành 80 rồi. Chị Thùy chị nhớ lại. Cái niềm vui nhỏ nhỏ của em là được cho anh xếp em. Trời, đó. Trời ơi trời, thôi là chị. Dạ 210. Vậy bây giờ mình xác nữa không chị Loan?
thôi là chị chứ làm em là nãy giờ em đếm lộn tám, em đếm lại 8 lần rồi đó. Chị kéo qua mà. Phải gặp phải châu là nãy giờ đếm 10 lần rồi đó. Ôi là trời. Quá khủng khiếp, cả nhà mình ơi, vui quá quý bà con cô bác. Cảm ơn quý bà con cô bác nãy giờ tương tác với tụi em nha. Trời dạ. Ơi. Bây giờ ơi, hề không cả nhà. Phải dọn ra. Bữa giờ là chị Loan làm bao nhiêu trăm con rồi chị? Chị Loan bữa nay lần trước là 6 cho 100 con rồi. Dạ. Hôm nay thêm mà cái này nữa. Xé tiếp 100 nữa kìa. Dạ. Dạ để tụi em soạn tí xíu nha chị Loan. À, trong thời gian tụi em soạn tiếp tại vì tụi em phải bỏ nó chữ vô đi. Trời. Trời cô chú anh chị sao vô kêu ta chữ luôn em dạ đừng có chữ. Dạ em đếm mà đi. Nó quậy mà con thấy không mà con. Cái này nó phải trừ không luôn có mà. Phải là quậy là mình đang thử thách rồi thôi đúng rồi là cái ý chí của chị thì quá dữ chị thì số 1 chị thì chứ chớ chị thì số 1 thôi đây chị đừng có chống chế số 1 chị thì này bây giờ chị em số 1 đưa xuống chị đừng có khen để khỏi bị trừ luôn em là số 1 thôi lương nghe biết ha 50% được rồi cô bác trời ơi xíu giảm nửa tháng lương được quá đó. Đó thấy không chị là trừ lương nghe chị cho em quậy vậy chơi bể là trừ thêm lương nữa chị 60% trong thời gian chờ đợi mọi người hai đứa mình là lai chung là mỗi tuần nữa nha Tứng Tứng à nhưng mà em có lại không em có cam tâm từ miệng sản xuất ra 50% không dạ không ạ à. Dạ không ạ à. Em không có liên quan gì hết mỗi tuần em chỉ ghé cho con làm thôi chị Kha ở đây chị anh Duy Thanh chị Tiên nói là tăng lương cho em kìa quá đã yêu dạ yêu cô chú anh chị rất là nhiều mỗi còn 39 con cộng vô luôn nha là 210 tức là chị đổi rồi còn lại 39 con đó 210 với 39 ngày bữa chị Loan đổi rồi đổi, bữa giờ chị đổi nhiêu con rồi 6 cái trăm rồi đúng không 6 cái trăm chưa ra 39 cái con mùi đúng không chị em cộng với cái này hồi nãy là 210 249 con nha chị Loan. Bây giờ em sẽ xé tiếp 100 con nữa. Rồi. Dạ và trong cái thời gian mà chờ đợi cái đó. Trong thời gian mà chờ đợi thì thôi thì bây giờ bạn Linh với bạn Tuấn. Dạ. Mình lô tô một vòng mà cho bà con đi. Từ sáng giờ mình chưa lô tô và phần quà lần này mình tặng tranh đi, tặng phẩm mới. Bức tranh. À. Rồi cả dạ. Nhà mình ơi. Bà con cô bác ơi, mình cứ muốn lô tô mà. Dạ rồi, dạ cả nhà ai yêu thích tranh dạ, cả nhà có muốn được tặng một bức tranh đẹp không cả nhà mình ơi? Dạ, hôm nay mình là sổ lô tô mình sẽ tặng một bức tranh nha bà con cô bác. Tranh này rất là đẹp mình luôn. Thử thách đi chị Thùy ơi. Thôi lọ dưới đi. Đó. Bây giờ mình tặng lô tô thì không còn nhiều chuyện nữa khổ ghê vậy. Quá trời giờ... chị đi chị hãm hại em không à. Lấy tranh mấy trăm bạc. Hãm dạ, hại tôi. Tranh đâu, tranh xin mấy bức tranh đi. Tranh này nãy chị ấy lấy rồi, chị Tiên lấy rồi. Đưa qua cho chị mấy bức tranh đi. Cho em một bức đi cả nhà ơi. Hai lấy mẫu gì ở đây cũng có nữa nè. Tranh này bà con cô bác mình rất là đẹp. Dạ cái này mình có thể làm quà tặng cho thầy cô giáo 20 tháng 10 cũng rất là có ý nghĩa nữa nè. Dạ ở đây nó có khung cảnh về quê hương, chim chóc hay là hoa cỏ. Dạ thì cái này là thì mua ủng hộ cho các bé trong hội khuyết tật của thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bé là đang học ở trong các trường á thì có quen với chị là chỉ là cô giáo ở cái trường đó và chị mới tạo nên những bức tranh này để chỉ có công ăn chuyện làm cho các bé. Thấy như vậy cho nên thì mới mua về để thì bán giùm chị và giúp cho có thêm công ăn việc làm cho các bé. Dạ thì hôm nay sẵn mình có sản phẩm mới này thì sẽ sổ số lô tô và tặng mỗi lít dòng bức tranh này nha bà con cô bác. Dạ. Dạ giờ trong thời gian đó chắc mình sổ 1-2 dòng gì đi. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Rồi mỗi bức này là giá hiện tại là 200.000 nha quý bà con cô bác đồng giá luôn. Dạ. Tụi em sẽ tặng cho quý bà con cô bác trong dòng loại lô tô nhưng mà quý bà con cô bác mà muốn mua ủng hộ các anh chị có hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng mua ủng hộ nha cả nhà mình ơi. Dạ. 200 một bức thôi nhưng mà làm rất là cực rất là kỹ nha cả nhà. Dạ. Tinh xảo vô cùng luôn. Dạ. Bức tranh gì làm rất là lâu á. Làm lâu lắm tại vì giấy là mình
mình phải cuộn từng giấy nhỏ xíu thì mình cuộn từng vòng phải ép theo cái khung để mình gò nó ra đúng cái hình dáng của cái bức tranh, nó cũng rất là khó luôn. Dạ, rất là kỹ nha cả nhà. Cái này giá thì ngoại trừ yếu tố thẩm mỹ và con cô bác, mỗi bức tranh nó đều có hình ảnh ý nghĩa riêng và rất là đẹp. Thêm nữa đó là có ý nghĩa nhân văn nữa, mình có thể giúp được cho các hoàn cảnh khó khăn. Cho nên tại vì như vậy thì mới đem về thì bán. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu mọi người sửa số đi ạ. Dạ. Rồi, cảm Thành Tuấn hướng dẫn lại cho quý bà con cô bác. Dạ, cái chương trình sổ số lô tô thì quý bà con cô bác cũng biết rồi. Dạ, tụi em sẽ có tín hiệu bắt đầu trên cái phần bình luận. Dạ, quý bà con cô bác sau khi mà thấy cái tín hiệu bắt đầu á cả nhà. Dạ, cả nhà. Cả nhà hãy bình luận một con số ngẫu nhiên từ 1 tới 90. Dạ, tùy vào cái số may mắn của mình chọn số nào cũng được cả nhà mình. Tí thời tôi ơi, 7 bức thôi chị ơi. Chị Loan ơi, mình chọn nguyện vọng màu gì chị Loan ơi? Chắc gì? Mình cho màu tím. Không, chị nghĩ thôi, 6 bức à. Dạ là 7 bức, tôi 6 bức là 7 bức đó chị. Làm cái 6 giờ 1 nữa là 7. Dạ. Dạ, chị Loan ơi, chị chọn màu gì vậy chị Loan? Dạ được rồi, em thấy sao về được. Rồi, ok. Dạ, mình rồi, chuẩn bị sẽ. Cái nào mình của chị Loan mình để chị, riêng ra ha. Quỳnh Chi Ngô, rồi chừng xế xong chị, hi hi, dạ chút xíu nữa xong. Tới sáng là mình xong. Dạ. Màu hồng, dạ rồi, nguyện vọng màu hồng. Dạ, chúc chị Lan Cali may mắn. Vô chị Thi ơi. Vô. Con đầu tiên con màu trắng. Con thứ hai con màu đen. Rồi. Xanh lá. Màu hồng. Trời ơi, hay màu đỏ. Màu vàng. Rồi, màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu tím nguyện vọng. Màu trắng. Đổi lại màu hồng nguyện vọng. Xanh. Màu xanh. Xanh lá. Màu đen. Xanh lá. Xanh lá. Màu vàng. Ủa ngược. Màu đen. Cái này là tính là màu hồng đó. Màu hồng. Ra nguyện vọng của chị rồi nha chị ơi. Xanh dương. Màu đen. Xanh biển chứ. Xanh biển. Màu vàng. Màu hồng. Hay quá chị ơi. Hồng chém đi. Màu cam. Xanh nước. Xanh lá. Màu xanh lá. Xanh lá. Màu trắng. Màu đỏ. Hồng. Thêm một con nguyện vọng nữa. Hay quá chị ơi. Hồi nãy là mình 210. Màu trắng. Màu tím. Lần này nhiều hơn 210 không? Cũng có thể. Xanh màu lá đỏ. Xanh lá. Trời ơi, nãy chọn nguyện màu xanh lá là ngon rồi. Màu đen. Màu cam. Màu đen. Màu cam. Trong lẹ. Nóng điện. Túi nào? Túi này. Túi đó mới đúng rồi. Có nhiều gầm đó. Túi đó 100 túi hả? 2 túi. 2 túi. Hai túi lận. Hồi nãy của con. Ờ. Nào hết hồn. Xanh lá. Hả? Màu đen. Màu xanh dương. Màu tím. Màu đen. Rồi chị đang chọn màu hồng là nguyện vọng thì màu hồng mất tiêu rồi. Màu đợi nãy nó ra màu gì quá. Màu đỏ. Màu cam. Màu cam lè, cam lét. Màu vàng. Bây giờ màu hồng. Màu hồng. Màu xanh lá. Thơm. Màu xanh lá. Màu đen. Màu xanh lá hơi nhiều. Đợt này sao ra xanh lá nhiều dữ. Màu điện. Không. Màu hồng chấm xanh biển. Màu trắng. Màu xanh biển, màu trắng. Trong mình giống phiên. Xanh lá nữa. Màu khó. Yeah, xanh lá với màu xanh biển nhiều ghê. Không, vậy mình nó ra nhiều nó cũng được. Nguyễn Dũng. Màu vàng. Nó ra nhiều thì nó cũng được nhiều cặp mà. Dạ quá vui luôn. Màu trắng. Màu tím. Màu tím á chị. Màu tím hả? Dạ.
mình phải coi cái tóc của nó. À, nhìn cái tóc của nó là màu gì vậy? Màu da. Màu cam lè, cam lè. Màu xanh. Màu xanh, hy vọng. Màu xanh biển. Màu cam. Màu hồng. Nó bắt đầu ra hồng. Màu hồng chấm bi. Màu đen. Ôi da, màu chấm bi luôn kìa. Màu tím. Màu đỏ. Màu đỏ. Xanh lá. Hai màu xanh ra quá nhiều. Màu vàng dính ra nhiều. Tại cái nào hồi nãy còn lại dở ra. Đen. Màu đen. Màu đen. Màu trắng. Màu đen mới đẹp quá. Màu đỏ. Màu đen. Xanh lá. Dạ nãy chị lo nói có gọi là gọi gì chú Tấn Sang. Màu trắng. Màu bóp hả? À. Màu cam. Dạ chắc phải gọi để mua cao so bóp quá. Ủa cái màu hồng chị ơi. Cái thuốc hả? Ừ. Màu đỏ. Không, màu hồng bây giờ cũng bắt đầu nhiều lên hả? Màu hồng nhiều rồi đó. Màu cam. Màu vàng. Tùm lum nào. Tùm lum màu màu gì? Màu á. Ủa bảy màu luôn rồi. Ý màu hồng. Đó hồng nhiều rồi nè. Bắt chị hồng rồi. Hồng giờ sắp bằng cái lá rồi. Xanh lá. Nếu đó nó làm thì cái lượng này nó sẽ cao hơn lượng hồi nãy. Màu vàng. Màu trắng. Còn không? Còn không? Hết rồi. Xanh biển. Bắt đầu. Bây giờ là phiên bắt cặp đầu tiên. Rồi lấy màu hồng trước đi chị. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 nhiều hơn hồi nãy rồi. 32 hồi nãy chắc luôn. 34 36 38 40 42 rồi còn một đống màu hồng nữa. 44 46 48 đúng vậy em ơi. 50 52 53 tuổi. Nãy lượt đầu tiên là 52. Trời ơi, 14 16 18 18 20 22 22 24 26 26 4 cái túi này 6, 38 38 40 40 42 42 44 46 53 rồi 44 46 48 50 rồi 3 bịch nữa 53 okay, rồi 53 okay. Tiếp tục tiếp tục cả nhà ơi. Tiếp tục nè. Chẳng là nguyên cho màu hồng nữa chị. Ủa còn màu tím thấy cưng quá. Không, màu hồng tại vì đúng là liên tục. Còn màu hồng. Màu tím. Ra nguyện vọng liền. Ra một câu nguyện vọng. Màu cam. Màu cam luôn. Cam lẹ, cam lẹ. Xanh lá. Màu đen. Màu vàng. Màu hồng. Ồ, bây giờ ra hồng nhiều kìa. Màu đen. Màu vàng. Màu trắng. Xanh biển. Màu đen. Màu xanh lá. Màu trắng. Màu đen. Màu tím. Màu hồng. Màu cam. Màu trắng. Màu lục. Màu trắng.
màu mê không đỏ. Mất luôn rồi cô chú anh chị ơi, màu trắng nữa chứ này ra màu trắng gì, trắng gì màu hồng, màu hồng nữa, chỗ con màu hồng này hết cứng quá à, màu hồng luôn, quá trời hồng rồi kìa, màu đỏ. Ủa màu này màu đỏ, ơi cái tóc màu đỏ mà cái đít màu cam gì trời, không là màu hồng kem. Màu xanh, màu xanh, màu xanh lá cây, màu xanh lá cây, màu này là bên nào, màu xanh nước biển, nước biển, màu đen, màu đỏ, ừ, té à, màu cam. Dạ chị thì thấm mệt rồi. Dạ không, chưa đâu. Ờ, không thấy gì chứ chưa mệt. Dạ. Màu trắng. Tính ra là công việc còn nhẹ nhàng lắm mà con của bác. Màu xanh. Thì đi leo núi yên phương được mà. Chứng tỏ là bình thường với bạn nó ít vận động. Màu xanh lá. Màu xanh bình dương. Chị từng đi ra đi leo lên cực đông của Tổ quốc mà. Là màu hồng. Chị leo 100 không có thể cách treo luôn hả chị? Có chứ. Không có gì chứ sao đu lên được trời. Trời, màu tím. Màu vàng. Màu vàng. Mà chị nói. Màu vàng. Rồi, rồi. Màu xanh biển. Cho cái gì đựng đi. Rồi tiếp tục ạ. Đọc cái gì ạ? Hai. Từ từ. Bốn. Sáu. Tám. Mười. Mười hai. Mười bốn. 16 18 20 22 23 nhiều hơn nãy đúng không? 24 25 26 27 30 nhiều hơn nãy, nãy có 27 10 9 10 12 14 23 màu hồng. Tuần sau mấy bạn liên hệ chỗ nào có sân rộng rộng như chị có gì ngồi chị like ơi. Trời ơi, chỗ đông chị. Chỗ đông ngồi like, người ta tưởng mình bị khùng. Không, em nghĩ là mình lên cái gì không. Mình chọn giờ nào khác đi. Đừng có lựa nửa đêm. Bây giờ màu nó bắt đầu nó ra nhiều rồi nè. Dạ, màu hồng. Đó, màu xanh lá. Giờ này mà cả đám ra ngồi ngoài đường mà la kiểu này nè cơ. Không sao. Dạ chị Hằng Ngọc Hiếu Võ ơi, vậy là chị chọn một cái mẫu khác nữa hả chị hả? Một cái ma rồi đó. Cho lên hội quán xé. Màu trắng. Màu xanh. Đúng rồi. Chắc mình sẽ chọn một buổi nào đó mình lên hội quán mình ngồi bài ra nguyên kề rồi mình xé luôn. Lên sân khấu luôn. Nó mới hoành tráng. Màu đỏ. Màu vàng. Cái này lượt này cao hơn lượt này. Cao hơn lượt trước. Màu dạ, trắng. Tấn Nguyễn thôi nha, chị Thùy Kim Khiết xé 2 ngày rồi. Vàng. Xé có màu 2 ngày luôn. Màu cam. Về Tấn Nguyễn Tổng Bến Tre xé. Dạ chị Nhật Ký rồi, tôi có ý hay nè. Mình bây giờ Bến Tre xong rồi, giờ tới Trảng Bàng đi. Tới đợi tới Trảng Bàng mình lên mình bài ra nguyên cái nhà thi đấu đó rồi, mình xé. Một. Hai. Bốn. Sáu. Tám.
10 11 12 13 14 16 trời 18 nhiều vậy 20 21 con nữa luôn 21 con 204 18 20 hơn hồi nãy chắc luôn hơn nãy nhiều luôn á nhiều hơn nhiều 204 không cái hồng 210 cái sao vừa nếu mà 500 con là mình phải đặt hàng từ bây giờ nghe tại vì 500 là phải xé ra 1.000 mấy là mấy cái chỗ giao sỉ đó, nó đủ hàng nó giao tiếp màu hồng mau cái lượng vừa rồi là 204 rồi đó đơn này là ra ngoài ngoài chỗ bán hàng nó không đủ hàng để giao tụi em luôn mau ghê mau ham mau xanh mau hồng màu hồng nhiều vậy mau xanh là ôi được này cái lượng xanh nhiều ghê nhiều lắm đây nữa nè màu hồng màu gì à bữa sáng rồi sáng rồi. Thôi sáng rồi mình xanh. Ăn cái mình làm dạ. Bỏ thử mình bán tiếp. Trời ơi. Ngon rồi. Màu cam. Màu vàng. Nhà thi đấu chẳng bàn tay Ninh dạ chị Nguyễn Tiên dạ đúng rồi. Màu xanh. Thi đấu luôn. Trời cho gỗ đi em ơi. Rồi xanh điểm. Một. Hai. Bốn. Bốn. Sáu. Cho chị thêm con nó cho nó đủ 8 Ủa đếm lại coi. Đúng rồi chị 8 2 3 4 5 à 6 nè 7 8 9 10 12 Nhiều hơn nãy nhiều lắm 12 là 216 qua nãy rồi, qua nãy rồi. Đủ 12. Rồi 12. Màu trắng, màu tím. Màu cam. Xanh biển. Dạ, bỏ lên giường ngủ là ngon. Màu trắng. Ấm cúng luôn. Màu trắng, xanh lá. Chọn một ngày lên hội quán. Màu xanh. Cứ mù cho đã. Xanh lá. Dạ. Màu xanh dương màu cam ơi tính ra nãy mà sáng 100 túi mùng mà tốc độ của Linh Linh hồi hồi đầu giờ chắc là sáng tới sáng ủa chị Thùy nãy có thấy về Linh Linh xé chưa ta 7 4 đó nãy giờ em xé cặp cực lắm á 6 thêm 6 túi nữa dẫn cái tại vì bạn xé không cái bạn xếp cái bạn nuốt ra thẳng luôn à. Có tầm lắm bởi vì mấy người kia mấy khán giả ta đang coi tao đó rồi bạn này xé ngồi con buồn ngủ vô rồi màu cái màu hồng ra mình chọn nữa đó màu tím màu hồng nữa màu hồng nữa màu xanh dương màu xanh lá rồi 2 1 2 2 4 túi nữa 4 túi nữa là nhiêu rồi nãy giờ trong phòng luôn đó nãy là 16 rồi được rồi. Màu hồng ra nguyện vọng luôn nè. Trong nãy giờ có cộng không vậy? Có. Đang đem đi biến thêm. Rồi coi hết ngủ luôn. Trời ơi màu hồng nữa. 30 phút. 4 con màu hồng luôn. 4 con màu hồng luôn. 22 đó. Màu xanh. 22 rồi hả? Ôi là thấy 3 túi nữa rồi đó. Trời ơi màu hồng nữa nè. Thôi. 4 thôi chị cho. 4 túi nữa. 4 túi nữa. Thêm 4 túi hết 3 con hồng. Xanh lá. Xanh dương. Màu đen, làm túi nữa. Xanh lá. Rồi 2 túi. 2 túi nữa. Dạ, 1 giờ rồi. Chắc cái này là hết 2 túi nữa. Dạ, hết xong rồi. Nữa. Màu hồng, màu đỏ, đỏ. Đỏ. Rồi 1 túi. Màu gì đây? Màu đen. 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 Màu đen.
ngược chị đó đó đó. Chị đem cái nóng cái đít nó chị xé luôn người ta có dấu hiệu à mau vàng dạ rồi kết thúc rồi kết thúc rồi sếp 229 con 229 con chưa tính cái này với 2 4 đâu con đâu con này là con vốn rồi tính luôn rồi vẫn phải cộng nó luôn á. Và từ đầu tới giờ là xé 229 con. Tính là cái chưa đó đó chị. Tính đúng rồi đó, đó, đúng, đúng rồi, đó. Nó là đúng con vốn luôn rồi nè. 229 là hơn 229, hồi nãy 210. Hơn 19 nhiều con. Hơn 19 con. Dạ. Đó, tuyệt vời. Là tổng cộng bao nhiêu? 229 cộng cho 210. 229 cộng 210 là tổng cộng 439 con. Cộng thêm 39 con kia nữa. Không, thì mình tính để mình đổi mà. Là số cuối cùng mà. Dạ tổng cộng là chị Loan đang có 478 con chị Loan ơi. Wow. Quá khủng khiếp cả nhà ơi. Dạ 478 con gần 5 cái trăm nữa rồi chị Loan ơi. Ôi chị Loan cuối năm chị Loan về ngay Tết ha. Không có về. Chị Loan chị Loan không có về. Dạ rồi, vậy bây giờ chị Loan đổi trăm gì ngày mai chị Loan nhắn với bé Trân nha chị Loan. Dạ, là số lượng hồi nãy là Trân ghi lại nha Trân. Dạ. 478 là cộng luôn 39 con cũ rồi đó. Dạ. Tổng cộng 478 con. Rồi, bây giờ mọi người ơi mình tập trung vô mình chào bà con cô bác đi. Dạ. 1 giờ sáng rồi. Vào 1 giờ sáng rồi. Trời ơi, dưới đây ngủ ngang sát giặt chưa? Sáng tính đi ơi, sáng dịp. Rồi. Dạ rồi, thì Kim Khiết cùng và tất cả các chị em trong ekip xin cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi tới 1 giờ khuya ạ. Bây giờ xin cảm ơn bà con cô bác, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Xem video nếu cảm thấy yêu thích bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bước đăng ký rất đơn giản như sau. Đầu tiên bấm vào biểu tượng kênh có hình thì Kim Khiết đang đội nón lá. Khi thấy có bảng đăng ký hiện lên, vui lòng bấm vào chữ đăng ký. Khi hiện lên đã đăng ký là xong. Tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình cái chuông. Bước cuối cùng bấm vào chữ tất cả. Như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thì Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.